999 lá thư gửi cho chính mình, mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Bức thư thứ 107. Thành công thật ra chỉ mỏng như một tờ giấy, trải qua rồi bạn mới hiểu, nhưng trước khi có được điều đó, nó thật sự vô cùng xa vời. Rất nhiều người ngã gục sau bước thứ 90, sau 90 bước, mỗi bước tiếp theo càng khó khăn hơn nhiều.